Vừa qua, Ban Quản trị Lăng Viếng Núi Sam tổ chức cho người dân và du khách tiếp cận tượng bà và nấu bún quế chay miễn phí. Cứ mỗi tháng, Ban Quản trị Lăng Viếng Núi Sam tổ chức 4 ngày cho du khách được tiếp cận tượng bà vào các ngày như 14, 15, 29, 30, hoặc trường hợp tháng thiếu ngày 30 thì chuyển sang ngày mùng 1 âm lịch. Thời gian viếng và tiếp cận tượng bà từ 8 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều cùng ngày. Đồng thời vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, Ban Quản trị Lăng Miếu tổ chức nấu bún quế chay, bánh ngọt, nước giải khát miễn phí, phục vụ người dân và du khách đến viếng bà chúa xứ núi Sam.